Cấp biểu đồ giá thì nằm trong cái thư mục Basic Chat, một thư mục con của thư mục ở Fan Media. Thì các cái biểu đồ giá này nó có thể phục vụ cho các cái mục đích khác nhau của người dùng. Tuy nhiên nó đều có một cái đặc điểm chung là nó cung cấp cái khả năng giả lập giá cũng như khối lượng. Để giả lập giá thì các bạn sẽ bật cái modus test modus này lên và ta sẽ dùng chuột kích lên trên biểu đồ để thay đổi giá cũng như là thay đổi khối lượng. Thì các bạn có thể thấy rằng khi ta thay đổi giá cũng như khối lượng thì các cái chỉ số kỹ thuật cũng được vẽ theo. Như vậy là chúng ta có thể giả lập các cái khả năng khác nhau của diễn biến giá và qua đó là ta định hình được các cái phương án để giao dịch.